Chuyện nội. Con gì bữa chẳng nữa. Nào có tơ. Ông mới chạy ra dính con gì hả? Sao ông không kéo chạy lên, ông bỏ chạy luôn vậy? Rồi, ông lấy chạy lên đi. Trời ơi, người ta đi chạy mà. Chạy lên. Quay qua tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Thì hôm nay mình quyết định quay trở lại khu rừng âm u gầm gạp này. Mục đích của mình là tìm hai con ma da chúa đó các bạn. Thì như những tập vừa rồi mình cũng giúp được một vong, nhưng mà còn hai vong nó ở dưới cái ao này, nó rất là ghê rợn các bạn. Thì có nhiều bạn kêu mình đến đây để giúp cho hai hồn ma da này, mà mình cảm thấy nó rất là hung dữ. Đợt vừa rồi mình không nhờ bà mẹ Quan Âm giúp mình là nói chung là tiêu luôn các bạn. Thì ok cả nhà, hôm nay mình tranh thủ đến đây. Giờ này là đúng 12 giờ trưa luôn. Đó, các bạn thấy không? Trời đang đứng nắng luôn á. Mục đích của mình là hôm nay tìm họ để gọi hai cái con ma da lên, nó ăn đồ cúng và mình phiên họ. Mình phải đem nó lên bờ thôi, chứ để họ với Dũng với sông này thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vì thời gian gần đây có nhiều người cũng như buồn gia đình, rồi thiếu nợ thiếu nần, rồi họ tìm ngay cái bến sông này, họ cứ tự tử hoài. Thì thay mình đón những hồn ma da này á, họ khiến cho những người buồn bã, những người bị bế tắc buộc phải nhảy cầu. Mà cái cầu này á là nó ở gần bến sông này các bạn, nó xa không có bao nhiêu á, nó khoảng cỡ 2 cây số à. Họ nói ở đây á, là họ kéo 30 mấy vong rồi, 30 mấy người rồi. Thì ok cả nhà, tí nữa mình sẽ đi vòng vòng khu rừng gầm gạp này. Mình tìm mình săn ma da. Thì quý anh chị và các bạn nhớ cho mình xin mỗi người like ha. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mỗi khi Hiệp tải lên YouTube ha. Và quý anh chị và các bạn nhớ cho mình mỗi một người một lượt chia sẻ để giúp cái video của mình nó có lượt xem khá khá, để mình có thu nhập cao hơn tí, để mình có động lực đi săn ma nha quý anh chị. Thì ok các bạn, bây giờ mình mời các bạn cùng đồng hành với mình ha. Gì trời, sao lần nào vô đây cũng gặp ông hết ta? Chắc chắn ở khu rừng âm u này có nhiều ông các bạn. Mấy lần trước mình đến đây mình gặp họ mà ta. Trời ơi, mấy bạn cao kê nữa. Mình nghe cái gì mà nó phập phập dưới đây vậy trời? Rồi, con mối. Giờ này nước lớn hay là nước rồng vậy trời?
Sao hôm nay vô đây trước lớp vậy ta? Mình sẽ di chuyển dài dài qua phía bên kia nha cả nhà. Mấy lần trước mình đến đây là gặp các bạn. Trời. Ông gì vậy? Chắc chắn là nó ở đây thôi chứ nó không có đi đâu được các bạn. Hay là nó đi ra ngoài sông lớn trời. Hồi nãy mình gặp hai anh đi vô khu rừng này kiếm ông rừng các bạn. Ông rừng mình nghe nói bán một lít hình như là cả triệu vậy á. Không thấy luôn. Mấy lần trước mình đến đây là mình gặp họ nhưng mà bên đây hôm nay nó... Chắc có thể là họ di chuyển về hướng khác các bạn. Các bạn coi nè, đường xá rừng rú không. Ở trong này thì hên cái là có người thả bò vô nè, thành ra cái đường nó mòn hoài nó cũng đỡ. Giống chân bò quá trời nè các bạn thấy không. Nếu mà không có ai vô đây là đường này là không có đi được luôn các bạn. Cái gì vậy? À, có lẽ ma da nó ở dưới rừng này các bạn. Trong đó thì mình nè đi vào cũng được nhưng mà mình sợ ong đó các bạn. Để mình di chuyển về hướng bên đây ha. Chạy hả anh ơi? Chạy anh. Nãy giờ con nào chưa? Mấy con nè. Vậy hả? Rồi, cá mè có trứng cái gì anh? Cá mè trứng không à? Trời ơi, đã quá ha. Trời, mấy tiếng mà được nhiêu đây anh? Trời, nãy giờ cũng lâu rồi. Vậy hả? Đi dọc vòng, vòng vòng đây nè. Thôi anh trời đi, để em đi qua đây khám phá tâm linh chút xíu. Rồi, bằng bị hôi. Gì trời. Một sọt nó hoài ta. Mình không có dám nói với ông hồi nãy là mình đi săn ma da các bạn. Nhiều khi mình nói rồi họ sợ họ không có dám kiếm đồ đi vô đây kiếm đồ ăn cái tội nghiệp cho họ.
Rồi. Ông này cũng liều ta. Không dám qua đây ông chài nữa mới ghê chứ. Chắc có lẽ ma da trong cái ao này nó không có các bạn. Không lẽ nó dời qua đây ta. Thấy gì đâu trời. Quá đuối luôn các bạn ơi. Để mình qua hướng bên đây coi có họ hay không. Hướng bên đây là hướng ngã ba sông các bạn. Trời ơi, mình thấy nguyên cái tổ ong bự chà bá luôn các bạn. Ong này kêu bằng ong rừng nè. Ong này á, mặt của nó mình nghe nói bán cũng có giá lắm nhưng mà mình không biết hốt. Mình mà hốt nó không biết cách là nó sẽ chích mình mất mạng luôn các bạn. Trời ơi. Ở đây mình thấy có một tổ ong. Lạ luôn các bạn. Ông này dẻ luôn. Nó đang làm mặt quỷ mới ghê chứ. Đó. Thứ này mình nghe nói là nó mà chích mình một cái, chín con chích cái là đứt các bạn. Ghê quá cả nhà ơi. Con gì hú dữ vậy trời. Cả nhà của mình có nghe cái tiếng con gì nó hú không ta? À nếu mà có bông nào thì hãy hú lại cho chúng tôi biết ha. Đó. Cả nhà nghe không? Bóng đèn không các bạn nhìn thấy ớn không? Nếu mà mình đi vô đây không có mang ủng là xong luôn. Nghe đâu cái này mà ta. Xong rồi nè các bạn. Ai hú đó? Con gì mà nó làm nước cũng nhích vậy trời. À.
thầy ra ma da, phải ma da không? Con ma da các bạn ơi, nó đang làm gì bánh vậy trời? Trời ơi, nó kìa các bạn, à như vậy là hai con ma da ở đây nãy giờ nhét người ta chạy bỏ cái nón luôn các bạn. Như vậy là hai con này chứ đâu. Ngồi làm gì mới nói vậy ta? Bên đây con nè các bạn, còn bên kia là con nó ngồi kế cái mộ luôn. Để mộ không ta? Trời trời trời, ghê quá các bạn ơi, không lấy ngôi mộ này của nó một lần ta. Lên bờ đi, ta giúp cho. Ở ngã ba sông làm gì hoài vậy, lạnh lẽo lắm. Làm gì? À cái con này biết nói chuyện, ta đến đây để tìm hai vong hồn ma da để giúp đi lên bờ. Chứ ở nước ngoài lạnh lẽo lắm biết không? Ê, làm phiền hả? Làm phiền gì? Chỗ người ta ở đi kiếm người ta hoài vậy? Sao đổi chỗ mà? Vậy hả? Trời ơi trời, đổi gì? Bên kia với bên đây nó cũng hơi la lai các bạn. Bên này là ngã ba sông, còn cái mộ đó là của ai? Mộ đó của ai? Thôi nó dốc, đi qua đây nè. Thôi sâu ngập đầu sao qua được. Thôi 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 thôi, ông nội tôi không dám qua đó nữa. Còn bao này bao gì trời, hai bông hồn mà ra lên đi, ta cúng kiến cho hưởng rồi ta làm một cái thực đưa đi về chùa tôi. Phật nào, họ mới có cha nội
có một vong giả dạng Phật Quan Âm, rồi chập sau có một vong quỷ đầu chọc đến đây nói tao là Phật Tổ Như Lai. Đây nè, bắt ồ bắt ở đây cho hưởng nhang đèn bánh đấy nè. Ai xạo ba vong ma da của nhà ngươi xảo trá giúp hết một vong, còn hai vong nè. Vong kia đâu rồi? Vậy hả? No. Đứng trên bờ sao lôi tao được? Tao có ngu đâu xuống dũng nó xuống sông đâu mà lôi. Qua đây nè, tao cho hưởng nhang đèn và hưởng bánh rồi nè. Biết hưởng bánh không? Ờ, à, cảm ơn. Hưởng nhang đèn đi rồi lên bờ nha. Tao không có bắt nhà ngươi đâu. Lên bờ làm gì? Đưa đi về chùa tu tập. Đó, chờ người tao kéo theo bàn chơi xong về chùa đi. Tôi là người đi giúp vong, tôi đâu có ở chùa được. Hiểu không? Không. Gì hiểu. Nè. Đó, nhang đèn nè, hưởng đi. Bắt mày đó. Bắt mày về chùa mày nói gì? Thằng Thẹp gì? Thằng Thẹp là cái thằng mà tao đưa về chùa hả? Ừ. À. Rồi, hai mày lên đây rồi tao cũng đi về chùa luôn rồi hai thằng mày đi theo tao ha. Không vậy. Ở đây tao chào kéo người với bạn cho tao. Để mình đi ra khác các bạn, để cho nó hưởng đi.
Hưởng đi. Sao hưởng nó quất đi chùa sao? Cái chùa là gì mà sợ vậy? Đi chùa nghe mấy ông lục tụng kinh vậy. Có người muốn đi chùa nghe tụng kinh mà không đi được nữa. Như tụi tao đi khám phá tâm linh tối ngày có không đâu đi chùa. Còn tụi mày làm bông ma da gặp tụi tao ở trên bờ giúp. Còn đổi gì nữa. Để về đi vô chùa đi. Tao có lại chào kéo người rồi. Thế mạng tao chứ tao không đi đâu. Con thẹp của nó hổng gài nó vô chùa nó tu ngon lành nó trống rồi nữa. Thả nó ra cho hai đứa tao. Thả ra làm gì? Thả ra ở đây phụ tụi tao. Phụ lâu người ta hả? Ừ. No. Đó là làm việc ác đúng không? Nó phải thực hiện đâu mà để đây. Ta phải lôi ta mới đi được hai được. Thử nhăn đèn đi, lấy linh lực mạnh mạnh đi. Đi về chùa chứ không phải kéo tao nha. Rồi, nó hưởng nó tắt là cài luôn mới ghê chứ. Rồi thằng kia đâu rồi? Đâu? Nó mày ơi, thằng kia mất rồi. Mày bắt nó rồi hả? Ừ. Khi tao bắt nó rồi, giờ tới mày nè. Hú gì? Mày trả ghê tao. Tao bắt nó rồi. Còn tới mày nè. Tao bắt luôn. Lại đây nè. Lại đây nè. À, tự nhiên có con dây đây trời. Rồi. Trời Phật phù hộ tao rồi. Mày no rồi. Tao bắt tao cột lại một cái là no vô mập vườn này. Tao cho nước lớn lên nó nhấn mà chìm luôn. Hú hú hả? Hú gì? No mày ơi. Ở đây. Mày no mày rồi con ma da. Con ma da này xảo trá lắm nè. Mày đây. Ở đây. Ở đây. Nó kêu tao không bắt đâu lại nè. Không ai cứu mày đâu mà hú. Sao kia đâu rồi? Đi mất rồi. Tao bắt nó rồi. Hôm nay á còn mình mày thôi. Ta sẽ thu phục. Hiểu không? Lên đây. Mới được mới lụm được gọc trà cộng dây các bạn. No rồi. Còn có mình mày à, no rồi. Con này nè. Ê. Làm gì vậy? Đây nè.
Thầy bắt được hai thằng kia rồi, không bắt được tao đâu. To mà. Hưởng nhân đèn đi, đứng đây đi, ngồi đi. Chờ tao lại tao giúp nha. Bà mày. Ấy. Này tao có dây thần này, mày chết. Cột mày vô bập dừa luôn. Ngon mày ngồi đi. Tiêu lên đây nè. Chẳng mặt cái tao hả? Cọng dây này là của Quan Âm bỏ đây cho ta hay gì nè. Của bà Quan Âm á, biết không? Nằm ở đây. Nằm đây ta cọp cho. Này im lắm. Nằm đây im lắm. Có ông dây vô im lắm. Tin không? Chịu không? Ấy, mày vô mày. Ấy, ấy, mày no mày rồi. Kéo mày. Kéo làm sao được tao rồi mắc lại luôn. Nhan đi. Tao có cọng mà. Cọng đó làm gì tao? Cọng dây là của Phật tổ hay là của Quan Âm gì đó cho tao nè. Rồi, vô cái mượn dũng luôn. Rồi. Mày xong rồi chứ sao. Ngon, lại đây. Lại đây. Anh giật. Chết. Này lì thiệt thôi. Bắt nó không được mà lâu quá trời lâu trời. Quá trời đủ luôn các bạn. Ở đó đi. Thì theo ta về chùa chơi, ta cũng đi nữa. Không. Đi. Đi. Tao đi kiếm thằng kia. Kiếm nào? Giờ không ai cứu mày chân á. Ai đâu mà giúp mấy con ma gian như mày đi lộn. Hiểu không?
đâu mất tiêu rồi không biết. Ê các bạn thấy không, con này láo lắm, con kia đâu không biết. Hưởng nhang đi. Hưởng nè. Ừ. Càng nhiều còn tốt ha. Làm gì trời. Để mình quay cận cảnh cho các bạn xem Maya nha. Nói chen giống như con người thì thật của mình vậy thôi. Nhưng mà nó có cái điều đặc biệt là nó thích nằm ở trong bùn đó các bạn. Thành ra cái đầu của nó lúc nào cũng dính bùn. Còn thân hình của nó, thịt da của nó giống như người mà chết khoảng cỡ 20-30 năm các bạn. Cái này là bánh ngọt. Bánh ngọt gì? Thân hình của nó hiện giờ á, theo mình cảm thấy nó chưa có phân hủy, nó còn dính da. Nhưng mà da của nó thì dùng lại rồi các bạn. Ta thấy nhà ngươi cũng ngoan á. Thôi hôm nay gặp được cái người để giúp vong rồi. Theo ta đi về chùa nghe kinh Phật chung với ta ha. Ta cũng đi về luôn. Không, chả thằng kia ở đây. Sao mày bắt thằng kia lại không nói tao? Thằng kia là thằng Thẹp đúng không? Thằng Thẹp hiện giờ nó cũng đang ở chùa á. Nó chờ hai mày đến á. Thôi thằng bự đâu? Bự tao cũng đem đi rồi. Nãy nó lấy tao mà mới ăn là cúng rồi xong đi rồi. Đúng rồi, nó đi rồi. Nó về chùa nghe kinh Phật trước mày đó. Ấy, ấy. Đâu mày? Ấy. Này mày. Giải thích gì mà nó không hiểu trời. Đó, hai kia đây nha. Lỗ tai của mày là lỗ tai cây hay gì vậy? Sao tao nói hoài mày không hiểu? Mày hiểu chưa? Không hiểu. Nâu ta. Lên đây nè. Ở đâu ta? Hình như là nó di chuyển về hướng khác các bạn. Gì vậy? Diễn nội. Gì vậy? Thấy ma hả? Ông mới chạy ra đây dính con gì hả? Sao không kéo chạy lên ông bỏ chạy luôn vậy? Vậy hả?
Ông lại ông lấy chạy đi chứ ông chạy dính ma da hay gì đó. Rồi. Ông lấy chạy lên đi. Ông xuống kéo lên gì đâu. Ông mới chạy. Ông đứng đâu vậy? Tôi ngồi dưới đó đó. Và ông có thấy nó không? Không. Trời ơi trời. Thôi bây giờ tôi làm một cái thực để cho nó đi ra nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, ma da mình có thể ra khỏi cái chài để trả cho chủ nhân nha. Không nên lấy cái chài của họ. Chài của họ là chài kiếm cơm, biết không? Rồi. Biến ra liền. Rồi á. Tôi mới làm, tôi mới đọc thần chú cái nó trả chài cho anh rồi đó. Trời ơi, nãy tôi quên dặn anh. Nãy tôi nói trong bụng tôi á, tôi nói ông này ông liều thiệt ta. Tôi nói là cái bến sông này nè, ở trong cái kinh này nè, nó có ma da. Mai mốt anh đừng có lại đây chạy nữa nha. Có chạy chạy xa xa đằng kia á. Vậy là vậy, tôi xuống lấy được chưa? Được rồi. Trời ơi, người ta đi chạy mà. Chạy lên. Rồi. Con ma da mới hôm nãy nó hung tợn lắm. Anh nhìn nhìn nó lấy chạy lên đi. Trời ơi con ma da đó ghê lắm. Nãy giờ nó kéo tôi á. Mà kéo đâu có được. Nó yếu xìu à. Thấy vậy chứ nó yếu xìu à. Cái chạy lên giết đi. Vũ vũ họ lại nữa sao? Cá gì không? Con trời ơi, chạy đâu anh Vũ ơi, tôi coi coi. Chạy cá dính ma da hả? Ừ. Kìa, yeah, con có đói phải không? Cái đó, cái linh. Cái linh. Thôi anh chạy nha, tôi đi về đây tôi kiếm nó cái đâu rồi. Đừng chạy đây nữa ông ơi, ông đi chỗ khác chạy đi. Đây mà da không á. Chỗ kia nó ẩn rồi các bạn. Bây giờ mình đi về thôi. À, cảm ơn cả nhà đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ ha. Chúc cả nhà một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Bye bye cả nhà.